tìm kiếm cái MBU với lại Bộ Giáo dục và hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế tuy nhiên là ở cái phần triển lãm thì chúng tôi có giới thiệu một số sản phẩm nổi bật của FPT về học online, ví dụ như là hệ thống Padlet cho giáo dục đại học và chuyên nghiệp và hệ thống UEDU cho giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến hết lớp 12. Thì trong sự kiện này thì chúng tôi cũng hy vọng là có thể giới thiệu được những sản phẩm của FPT tới nhiều nhất các thầy cô giáo, các lãnh đạo của ngành giáo dục để mà mọi người hiểu hơn về cái sản phẩm của FPT và sẽ có cái đà để mọi người dùng sản phẩm của FPT nhiều hơn.